nhằm tái tạo sức lao động, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, gắn kết tình cảm đồng nghiệp và gia đình cho cán bộ công nhân viên. Ban chấp hành công đoàn nhà máy đã tổ chức chương trình nghỉ mát năm 2022 hè yêu thương tại Sầm Sơn, Thanh Hóa. Ban chấp hành công đoàn, ban lãnh đạo nhà máy luôn quan tâm, chú trọng tổ chức các hoạt động đoàn thể mang lại niềm vui, những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn cho cán bộ, công nhân viên sau những ngày làm việc căng thẳng. Kỳ nghỉ đã để lại nhiều dấu ấn và kỷ niệm đẹp qua các chương trình team building giao lưu và kết nối. Chương trình hè yêu thương kết hợp với hoạt động tổ chức sinh nhật nhà máy rất thú vị và ý nghĩa. Chương trình hè yêu thương năm 2022 đã giúp cho tập thể cán bộ công nhân viên nhà máy ô tô Vim càng thêm gắn kết, tạo động lực, tiếp thêm sức mạnh, quyết tâm đóng góp công sức mình xây dựng Vim Moto ngày càng phát triển.